Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 50 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn. Tại trong một gian phòng nào đó, đâu đó trong đại danh, ba tên hộ giáo sứ Thiền Nhẫn giáo đang nhìn nhau lo lắng. Trước mặt chúng là một thiếu nữ nữ trần xinh đẹp tuyệt luân. Nàng mặc một bộ hồ phục tà ngắn cổ gập, thắt lưng viền vàng, dáng người yêu điệu quyến rũ, là Mộc Hàm Yên. Hả? Công chúa vì sao còn tiếp tục ở lại Trung Nguyên? Như vậy quá là nguy hiểm. Ba vị nếu bận giáo vụ thì cứ trở về, ta còn phải ở lại. Ngột ngạt không khỏi lo lắng, gã chính là tên áo tím cầm trượng từng solo thần lực về Lăng Phong. Hả? Công chúa ở lại vì chuyện của nữ nhân họ Văn kia? Mộc Hàm Yên gật gật đầu, ngột ngạt liền nói. Nữ nhân này không giống người thường. Nàng ta tu luyện một môn thần công, tinh lực rất là mạnh mẽ, có thể chống lại ngoại lực xâm nhập. Bổn sứ mấy hôm tiêu hao không ít thần lực lên trên người tên thanh niên kia, không thể dùng lên nàng ta được nữa. Mong công chúa hiểu cho. Đây là chuyện của thiên sách, Ngột Ngạt trưởng lão không cần quá bận tâm. Ngột Ngạt nhìn sắc mặt của Mộc Hàm Yên, nhưng căn bản không đoán được nàng ta đang nghĩ gì cả. Mộc Hàm Yên ngoài thân phận quận chúa Trấn Nam Vương phủ, thiên sách nội thần, nàng ta còn có một thân phận khác, đó là công chúa Thiền Nhẫn giáo. Nàng ta là đệ tử của Hắc Lão, giáo chủ Thiền Nhẫn. Thiền Nhẫn và thiên sách tuy cùng là chữ thiền, nghe thì dễ nhầm lẫn, nhưng hoàn toàn không liên quan đến nhau. Quan hệ giữa hai bên giống như toàn trần giáo và mật thám tì. Ba tên hộ giáo sứ hộ vệ cho Mộc Hàm Yên là vì giáo chủ giao phó, chúng không có quyền can thiệp vào chuyện của thiền sách. Nhưng Ngột Ngạt sợ mình không toàn lực, lỡ như làm phật ý tiểu công chúa này, về sau sẽ khó ăn nói với giáo chủ, liền cẩn trọng. Chẳng qua, bổn sứ lại nghĩ đến một chỗ, có thể giúp công chúa phần ưu. Mộc Hàm Yên chỉ nghiêng đầu, ý tứ có gì thì cứ nói đi. Năm đó ta từng cùng giáo chủ đến Trung Nguyên, từng biết đến hai cỗ thế lực ẩn náu gần đây, gọi là Tử Vong Nhị U. Tử Vong Nhị U? Nhị U là một U Linh Sơn Trang, một là U Minh Cung. Trang chủ U Linh Sơn Trang và công chủ U Minh Cung đều có họ Bạch, nghe nói là hai anh em. U Linh Sơn Trang đào tạo thủ hạ ám sát người, còn U Minh Cung lại tu luyện thuật thổi miên tiện khống chế trả khảo. Chỉ cần có tiền, ám sát ai trả khảo ai, chúng cũng làm cả, còn tuyệt đối là bí mật. Mộc Hàm Yên không khỏi nhíu mày thú vị. Trong giang hồ còn có tổ chức kiểu này sao? Công chúa muốn thu phục bọn chúng. Cũng là một cách nghĩ. Ngột Ngạt nghiêm túc nói. Chỉ là rất khó. Giáo chủ năm đó từng nói, hai thế lực này không chỉ đơn độc như vậy, mà đằng sau còn có siêu thế lực điều khiển. Bọn chúng ám sát tra khảo kiếm tiền cũng chỉ để nuôi siêu thế lực kia mà thôi. Hơn nữa, chúng ta lại là ngoại tộc. Còn có cả siêu thế lực sao? Ngột Ngạt liền trầm giọng. Chuyện này, công chúa hỏi giáo chủ đại nhân là sẽ rõ hơn ta. Trung Nguyên thế lực ngầm rất là nhiều, cho nên công chúa nếu ở lại, nhất định phải cẩn thận. Mộc Hàm Yên không khỏi nhíu đôi mi xinh đẹp một lúc. Nàng tuy là thiên sách nội thần, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là một thiếu nữ 18. Cho dù có thông minh ngập trời đi nữa,
kinh nghiệm lịch duyệt vẫn khá là ít ỏi. Chẳng qua, ít ỏi thì ít ỏi, nội thần vẫn là nội thần. Thiếu nữ bình thường nếu nghe đến thế lực chém giết nhau gì gì đó, thường sẽ có hai loại phản ứng. Một là tỏ vẻ sợ hãi chán ghét. Ây da, yêu nhau không yêu, lại đi chém giết nhau làm gì chứ? Hai là không quan tâm, vẫn là tiệm son phấn đầu phố mới ra hàng mới thì đáng chú ý hơn. Còn Mộc Cảm Yên, vừa nghe đến thế lực, ý nghĩ đầu tiên là làm sao để bọn họ phục vụ cho mình. Nàng và Thành Bích cũng là một kiểu nữ nhân, tạm gọi là cường nữ. Nghe linh tinh một lúc, nàng ta phân phó ngột ngạt. Vậy được, trên đường trở về, các ngươi thuận tiện đem theo Văn Thành Bích đến U Minh Cung, giao dịch với chúng một chút. Tạm thời chỉ nhốt nàng ta lại, dùng thần công làm suy yếu tinh thần, chưa cần vội vàng tra khảo, mà phải đợi ta đến. Mà ngoài ra, cũng không được dùng khổ hình làm nhục, địa phương nhốt cũng phải sạch sẽ một chút. Một thủ hạ thiên sách hỏi. Công chúa, vì sao đối xử tốt với ả như vậy? Mộc Cam Yên không trả lời rõ ràng, chỉ nói. Muốn khống chế nàng ta, thần công của U Minh Cung chỉ là thứ yếu, phải nắm được con gái nàng ta trong tay thì mới được. Nói rồi lại phân phó. Tìm cách tung chút tiếng gió, nói Thành Bích đã bị đem đến U Minh Cung. Hả? Công chúa muốn dụ tên đại đào kia đến. Mộc Cam Yên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Người này đao pháp cũng rất là mạnh mẽ, nếu có thể chịu để chúng ta sử dụng thì tốt. Còn có cả tên Lăng Phong kia. Nàng ta nói đến đó thì nhếch miệng cười. Tại ngoài thành đại danh, Lăng Phong phóng mắt nhìn được chân trời, trong lòng vô cùng thoải mái. Mấy ngày qua cứ phải lòng và lòng vòng trong thành, phải nói là vô cùng bí bách. Hắn biết chút võ công, chính vì thế lại càng cảm thấy bực bối. Lăng Phong chỉ muốn hiên ngang ra giữa đường lớn mà hô một tiếng: thằng nào mà tới, đánh luôn thằng đó cho đã tay. Đằng này cứ phải tìm cách lẩn trốn, quả thật là vô cùng khó chịu. Nhìn sang Nhất Thành cũng một bộ thoải mái, Lăng Phong hỏi: quên mất, trước khi chia tay, đạo sĩ thối người tục danh là gì ấy nhỉ? Bản đạo xưa nay chỉ dùng đạo danh là Nhất Thành. Hả? Ngay cả tên còn không dám nói, thế mà còn bày đặt thế thiên hành đạo trừ ma diệt quỷ cái đếch gì không biết. Hả? Cái gì mà không dám nói? Bản đạo tục danh Cổng Tồn Thắng. Lăng Phong vừa nghe liền hỏi ngay. Hả? Họ Cổng Tồn, ngươi có biết Bão Độc Trại không? Bão Độc Trại? Chưa hề nghe qua. Cổng Tồn Thắng lắc lắc đầu. Lăng Phong thở ra nhẹ nhõm. Còn mai tên này không dây mơ rễ má gì với Cổng Tồn gia. Nếu không, giữa đường rơi ra một tên họ hàng với nhà vợ điền điền, Lăng Phong nửa đời sau sẽ rất là mệt mỏi. Vậy thì goodbye, Cổng Tồn đại gia, chúng ta kiếp sau lại tái kiến. Bản đạo nếu gặp lại người, nhất định thu phục người. Nói rồi, mặc Lăng Phong mồm méo mó, Cổng Tồn Thắng quay đầu đi. Có điều, mới bước ra hải bước, bỗng nghe Lăng Phong gọi. Ê, chờ chút, ngươi có phải còn có ngoại hiệu là Nhập Vân Long? Hả? Cái gì Nhập Vân Long? Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Cổng Tồn Thắng, Lăng Phong không khỏi tự chế giễu. Không thể nào đi, đại danh đỉnh đỉnh Nhập Vân Long lường sơn bạc. Mình cao tám thước, lông mày chữ bát nhà. Lăng Phong nhìn kẻ trước mắt, trái phải trên dưới, thế nào cũng không giống. Nhớ lại mấy lần gặp người này, hết đòi trừ ma thì đòi bốc quẻ. Rõ ràng là phượng cuồng dâm sinh hoàng tượng. Lăng Phong càng khẳng định đây chỉ là ngẫu nhiên. Dù sao, thiên hạ trăm vạn người, xác suất trùng tên cũng không có ít. Hơn nữa, Lý Sơ Sơ thì còn có thể xuất hiện, chứ Cổng Tồn Thắng hình như là nhân vật hư cấu. Mà cũng không đúng nhà, hôm trước chẳng phải chọc ra cái tên Yến Thành còn gì.
Công Tôn Thắng thấy Lăng Phong cứ chằm chằm nhìn mình hết đầu đến chân, thi thoảng còn cười cười, gã không khỏi nổi da gà, nhắc: "Hey, ngươi muốn làm gì? Bần đạo là người tu hành." ta nhận nhầm ngươi, Lăng Phong cười lớn. Công Tôn Thắng trừng hững nói: "Cái Nhập Văn Long kia nghe cũng hay đấy, bần đạo không chừng sẽ lấy nó làm đạo hiệu." Lăng Phong nghe vậy lại giật thót: "Ấy, đừng, làm ơn, ta có vị bằng hữu đã dùng nó rồi." "Hả? Vậy thì có làm sao?" Công Tôn Thắng nói xong quay lưng đi thẳng, đại loại sợ bị Lăng Phong gọi lại lần hai. Lăng Phong mồm miệng giật giật: "Cái tên đạo sĩ điền này mà lấy Nhập Văn Long thật, quả thật là xin lỗi quý huynh đệ trong Thủy Hữu Fan Club toàn thiên hạ nha." Lăng Phong đang suy nghĩ vẩn vờ, bỗng có tiếng ai đó gọi: "Thật lễ, lần nọ ở hẻm núi có phải tráng sĩ đã ra tay?" Lăng Phong hơi bất ngờ nhìn lại, đi cùng hắn còn có khoảng chục người, kèm theo không ít hàng hóa. Lăng Phong không hề quen những người này, hắn còn đang thắc mắc vì sao bọn họ lại muốn giúp mình. Lúc đầu hắn nghĩ bọn họ vội vã rả thành, không muốn bị đám Lăng Phong dày dựa ảnh hưởng mới nói giúp. Người kia tiếng Hán cũng không chuẩn lắm, nói: "Ta tên là Trường Vĩnh, làm trưởng sư ở Đức Châu, lần nọ ở hẻm núi gần Hà Giang, may nhờ tráng sĩ tưởng trợ, nếu không huynh đệ người thân chúng ta đều đã không còn." Nói rồi Trường Vĩnh chắp tay, mấy người ở sau cũng tỏ vẻ biết ơn. Nhắc đến chuyện hẻm núi, nhìn thái độ của bọn họ và cô bé người Liêu, Lăng Phong đại loại đoán ra thân phận của đối phương. Hắn còn nhớ lần cứu cô bé, phía người Liêu chạy nạn cũng có một nhóm khác chiến đấu với quần Kim, có lẽ chính là những người này. Lần này ngẫu nhiên gặp lại, Lăng Phong vẫn mang tâm lý đề phòng, cũng không khách sáo gì thêm. Lần đó hắn chỉ muốn cứu hai mẹ con cô bé, đám người Liêu kia hắn hoàn toàn không có để tâm. Chẳng qua nhờ có hắn phân tán lực lượng, quân Kim không thể rảnh tay mà tàn sát hết, âu cũng là vô tình giúp đối phương. Trường Vĩnh vui vẻ, sau đó lại thở dài buồn bã: "Ai, chỉ tôi cho Tạ gia hai vợ chồng để lại đứa nhỏ này." Lăng Phong lướt nhìn cô bé, hỏi lại Trường Vĩnh: "Hả, nó họ Tạ?" Trường Vĩnh gật đầu, sau đó chậm rãi kể: "Quân Kim về Tây Kinh đại đồng mấy tháng, tướng nhà Liêu thủ Tây Kinh là Trường Giác chịu không nổi áp lực đánh đầu hàng Kim, được phong thành tiết độ sứ Lâm Hải quân kiêm Chỉ Vân Châu cạnh Tây Kinh. Về sau đại bộ phận quân Kim đuổi theo hoàng thất nhà Liêu về phía Tây, Trường Giác nghe thủ hạ khuyên lại bỏ Kim mà hàng Tống. Trường Giác mang Vân Châu sang Tống, quân Kim tuy tức nhưng cũng không thể làm gì vì Tống là đồng minh. Chỉ tiếc đồng lúc Yên Vương tạo phản, người Tống bỏ quyền Trường Giác, một nhánh quân Kim quay lại phá Vân Châu. Trường Giác cùng thủ hạ bỏ thành chạy tứ tán, cả ngàn người Liêu chạy nạn lần đó đều là thân thích quản lại ở Vân Châu, trong đó có đám Trường Vĩnh và gia đình Tạ Đại Phu. Cô bé kia hóa ra tên là Tạ Phi Yến, con gái của một đại phu họ Tạ, y thuật nổi danh khắp Vân Châu. Lăng Phong không khỏi buồn bã thay cho Tạ Phi Yến, chính hắn nhìn thấy cảnh cha mẹ cô bé chết dưới đao của quân Kim. Kể xong, Trương Vĩnh hỏi: Không biết tráng sĩ muốn đi đâu?" "Ta dự định về phía Nam." Lăng Phong chần chừ đáp: "Hiện tại phía Nam rất là hỗn loạn, tráng sĩ lại không đem theo ngựa." Lăng Phong nhíu mày, hắn cũng đang đau đầu vì chuyện này đây. Vừa ra khỏi đại danh, đông không mồng quạnh, ngay cả chỗ đi vệ sinh cũng không có, nói gì là đến ngựa. Thấy Lăng Phong lo lắng nhưng không muốn nói, Trường Vĩnh đành gợi ý: "Vậy đi, cho chúng ta có vài thớt ngựa, tráng sĩ nếu không ngại
có thể đi cùng tới đó, cũng tiện chuẩn bị đồ vật đi xa. Lăng Phong nghe vậy tâm liền động, không khỏi nhìn Tần Quyền, Nguyệt Dung hỏi ý kiến. Tần Quyền lơ đãnh nhìn đầu đó, Nguyệt Dung chỉ chú ý đến cô bé họ Tạ, giao quyền quyết định cho Lăng Phong. Lăng Phong đành gật đầu. Vậy là phiền các vị. Không phiền, không phiền. Tráng sĩ đến nơi, tộc nhân chúng tôi nhất định là đón tiếp chủ đạo. Được, vậy lên đường. Tại Đức Châu. Đức Châu là một châu nhỏ của đạo Hà Bắc, nằm ở phía tây bắc của phủ Đại Danh. Người khiết đan bị người nữ chân đánh ta đàn xẻ nghĩa, phần lớn chạy theo vô liêu về thảo nguyên tây bắc, một bộ phận nhỏ chạy về phía nam xin hàng nhà Tống. Yên Vương thiếu quân thiếu người, quyết định ngầm thu nhận. Yên Vương đẩy hết dân tị nạn liêu ra Đức Châu để thường thắng quân kiểm soát. Đức Châu nằm sát biên giới Tống và Kim. Yên Vương xem ra coi người liêu như là đệm thịt với Kim. Một khi người Kim có dị động, Đức Châu sẽ thành còi báo động, có giết chóc không là giết người liều trước. Về cơ bản, đây là một con dao hai lưỡi. Việc Yên Vương nhất bảo hộ người liều sẽ dễ dàng tạo cớ cho người Kim gây sự. Vấn đề chỉ nằm ở thời cơ. Một khi chín muồi, chắc chắn Kim sẽ giấy bình. Nói không xa, bấy lâu Kim, Tống là đồng minh, nhưng người Kim vừa âm thầm hỗ trợ Yên Vương phản Tống, vừa nhích dần từng chút một xuống phía nam. Hiện tại, Thiên Sách phủ nhà Kim lại quay ngược phá Yên, cố ý gây hỗn loạn, đục nước mà béo cò. Chuyện này càng nói càng xa. Thôi, tạm thời không nói gì thêm. Lăng Phong đi cùng đoàn người khiết đan sau 2 ngày thì đến địa phận Đức Châu. Trên đường đi, hắn có làm quen được vài người, trong đó có vị sư huynh của Lăng Hổ. Người này tên là Thạch Sơn, cũng là một mật thám. Lâu nay, Lăng Hổ không thích kể chuyện về bản thân. Lăng Phong nhờ hỏi chuyện Thạch Sơn mới biết thêm được vài điều. Thạch Sơn, Lăng Hổ, năm xưa đều là đệ tử của Đại Lâm Tự. Đại Lâm Tự là chùa lớn ở Lư Sơn Giảng Nam, lịch sử thậm chí hơn cả Thiếu Lâm Tự ở Tùng Sơn, Hà Nam. Nếu Thiếu Lâm Tự được xây dựng khoảng 700 năm trước, dưới thời Ngụy lúc đó thì còn có thể làm chủ phía Bắc Trung Nguyên, thì Đại Lâm Tự được xây dựng từ lúc nào cũng chẳng ai biết đến. Thạch Sơn nói, trong huyền sử từng có một vị đại sư bí ẩn giúp hoàng đế vài lần. Đại Lâm Tự xem vị đại sư này như là sư tổ, còn nói ngay cả Bồ Đề Đạt Ma sư tổ sáng lập ra Thiếu Lâm Tự cũng chỉ là đệ tử mấy đời của vị đại sư bí ẩn kia. Thạch Sơn nói, trận pháp 18 đồng nhân nổi danh của Thiếu Lâm thực tế cũng từ Đại Lâm Tự mà ra, dùng 18 tầng nhân luyện thiết bộ công phu lập đồng nhân trận. Trận này lại là biến thể của Đại Lâm La Hán trận lần trước Lăng Phong đã từng dùng qua. Còn Lăng Hổ hóa ra tên thật là Thạch Phi, đệ tử bối chữ Thạch, không là lớp đệ tử cuối cùng của Đại Lâm Tự trước khi chuẩn bị hủy. Trong bối chữ Thạch, ngoài Thạch Phi còn có 4 sư huynh khác, Thạch Sơn là người xếp thứ 2. Cả 5 huynh đệ là đệ tử xuất sắc của Đại Lâm Tự, cùng luyện ngạnh công bộ thiết, gồm thiết bố sám, thiết xa trưởng, thiết đầu công, thiết tí công, thiết tảo công, thiết đới công, thiết ngũ công, thất tiết công, khiến thân thể khắp nơi đều cứng như sắt thép, không khác gì là 5 anh em siêu nhân. Sau khi chuẩn bị hủy, 5 sư huynh đệ bị thất lạc nhau. Thạch Phi lưu lạc đến Dương Châu và phủ Hưng Nhân Vương. Thạch Sơn được Kha Lão thu vào giáo phường mật thám tì. Còn 3 người khác hiện tại cũng không rõ tung tích. Tại trấn Hương Hóa. Hương Hóa là một tiểu trấn của Đức Châu thuộc huyện An Đức. Lúc đầu ở An Đức chỉ khoảng 2.000 người liêu cư trú. Về sau, Yên Vương chỉ định luôn thành nơi tị nạn. Dần ra, người liêu lưu lạc từ nơi tụ tập về lập hoàn thành thôn trấn. Trấn Hương Hóa là một trong số đó.
Lăng Phong từ xa phóng mắt quan sát, chỉ thấy lều trại xen lẫn khá là hỗn tạp. Khiết Đan vốn là dân tộc Dù Mục, tuy nhiên lập quốc mấy trăm năm, lãnh thổ mở rộng tiếp giáp với Tống, người Khiết Đan cũng dần dần chịu ảnh hưởng lối sống của người Hán, biết định cảnh định cư. Chẳng qua kiến trúc nhà cửa vẫn mang màu sắc Dù Mục. Theo lời Trưởng Vĩnh, mấy huyện trấn gần đây đều đất đai khô cằn, không có đồng cỏ thích hợp cho súc mục nghiệp. Người Khiết Đan ở đây chủ yếu làm thủ công công nghiệp để sống, hàng tuần lại có người đem vào đại danh bán thành phẩm, sau đó lại mua ít nguyên liệu vật dụng trở lại trấn. Trương Vĩnh làm trưởng sự, chức quan này cũng không hề nhỏ, đáng ra phải lo rèn luyện quân bị. Chỉ là người Liêu đang sống bợ đỡ, Trương Vĩnh cũng chỉ như đội trưởng dân phòng, thi thoảng cùng đi theo vào đại danh. Lỡ như người Liêu có bị người Hán ức hiếp, gã sẽ đứng ra giải quyết. Nhưng chẳng may, lần này tình cờ lại gặp Lăng Phong. Chưa tới nơi, đang nghe tiếng sắt thép vang lên, Lăng Phong không khỏi cảm thán. Hey, người Liêu rèn sắt cũng có phong cách à, ngay cả tiếng cũng vang như vậy. Trương Vĩnh đầu tiên hơi bất ngờ với cái tai của Lăng Phong, ngay sau đó khuôn mặt thay đổi hẳn. Tráng sĩ thực sự nghe được tiếng sắt thép? Phải à, thậm chí rất là nhiều. Các ngươi đừng nói cả ngàn người đều rèn sắt nha, khung cảnh chắc chắn sẽ rất là hoành tráng đấy. Trương Vĩnh tái mặt đi. Không xong. Sau đó quay sang nói một tràng tiếng Khiết Đan, vài thanh niên phía trước vội vã tách đoàn mà chạy ra trước. Lăng Phong nhíu mày hỏi. Chuyện gì? Lăng huynh đệ, lần này xem ra cho chúng ta đang bị sơn tặc phá rối rồi, không phải tiếng rà sắt gì gì đó đâu. Lăng Phong hơi xấu hổ, đùa không đúng lúc. Ngày lúc đó giết. Từ trong trấn, một đoàn người ngựa đuổi giết đi ra, cắt bụi mở mịt. Quần Tống mà cũng không phải nha, Lăng Phong nghĩ thầm. Quân Yên tách ra khỏi quần Tống, trang bị trong quân gần như là giữ nguyên, khải giáp giống nhau, chỉ khác màu vải bên trong. Yên dùng màu xanh làm chủ, ngược lại về màu đỏ của quần Tống. Đám cưỡi ngựa kia rõ ràng mặc khải che ngực của quân đội, vải lọt màu đỏ. Tuy vậy, trang bị khác lại khá sộc sạch, nhưng không có đầu khôi, ngược lại buộc khăn, nửa sơn tặc nửa quân đội. Người trong trấn đang bỏ chạy tán loạn, phi tăng đuổi theo phía sau, phía trước té ngã hổ khóc. Trong trấn vài nơi đã có khói bốc lên, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Lăng Phong không khỏi vật vật mũi, làm sao cứ mỗi lần gặp người Khiết Đan đều là cái cảnh này. Người Khiết Đan cuộc sống cũng thật là khó khăn nha. Chẳng qua, nói không chừng Chính Phong ca đem vận rồi đến cho bọn họ à. Trương Vĩnh mặt đã đỏ bừng tức giận, nhưng vẫn ra vẻ ai nấy nói nhanh. Lăng huynh đệ, lại để ngươi vướng vào chuyện này. Ở đây chỉ có hai con ngựa già kéo hàng ngày, mời huynh đệ tạm thời sắp xếp sau đó tránh đi. Xong chuyện, chân chúng ta vẫn khoản đãi huynh đệ thật là chủ đáo. Vậy thì không cần, chẳng phải ở kia có ngựa tốt sao? Ngựa tốt? Trường Vĩnh có chút không theo kịp. Chỉ nghe Lăng Phong hất hàm nói với Tần Quyền. Cướp ngựa, khải giáp vũ khí cũng lột luôn nhá. Ngựa thì còn được, khải giáp thì thôi, đệ không thích mặc trùng đồ. Tần Quyền ra vẻ chán ghét. Trương Vĩnh mặt ngơ ra một lúc, vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của hai người Lăng Phong, lại nghe Tần Quyền nói tiếp. Nguyệt Dung, muội ở lại, mấy chuyện đánh đấm này nữ nhân chân yếu tay mềm nên tránh ra ngoài. Ngươi Nguyệt Dung đưa tay lên hông cầm chủy thủ. Tần Quyền cười ha hả tránh ra. Lăng Phong liếc nhìn Lăng Hồ đang trò chuyện cùng Thạch Sơn. Hai vị đại sư, nếu không muốn tham gia thì cứ tự nhiên tụng kinh nhá. A Di Đà Phật,
Bần tăng sắp thành chính quả, chốt nghiệp chướng thì coi là gì. Sư đệ xả thân xâm vào địa ngục, ta làm sư huynh há có thể đứng xem. Nhìn hai vị đại sư chằm chằm vào cảnh đuổi giết phía trước, bộ dáng như mèo thấy chuột, Lăng Phong không khỏi giở khóc giở cười. Cái đại lầm tự kia lịch sử vang dội ra sao thì chưa rõ, chỉ là đệ tử quả nhiên là bá đạo. Như Lăng Hổ, mồm lúc nào cũng thiện tài, nhưng đánh đấm có bao nhiêu thì xử bấy nhiêu, chưa từ bao giờ. Nói công chừng, thằng ni đại lầm tự kia, vị nào không luyện đồng tử công, chỉ sợ nữ sắc cũng chập hết. Cũng không biết tên thiên lôi nào lại đi đốt cái chùa ấn tượng như vậy, quả thật gây ra tổn thất nghiêm trọng trong võ lâm. Chẳng qua cũng phải nói, Lăng Hổ hầu như chưa giết ai, chỉ đánh liệt đối thủ. Trương Vĩnh lúc này mặt đang nghệt ra, nhìn về phía trước, rồi lại nhìn đám Lăng Phong, không phân biệt được đâu mới là sơn tặc. Lăng Hổ đã quay côn vù vù mà xông vào, Lăng Phong nhắc theo. À, thật đấy, dù sao cũng là người Phật, nhẹ tay một chút đi. Trương Vĩnh cứ tưởng Lăng Phong, Tân Quyền cũng rả tay. Rốt cùng chỉ có hai người Lăng Hổ không kìm được nói. Ta thay mặt dân trong thôn rất biết ơn huynh đệ, nhưng chỉ vài người như vậy, ta e... Lần nọ ở hẻm núi, Trương Vĩnh nhớ mang máng không có ai để đầu chọc cả, mà trong đám Lăng Phong. Và lại, theo suy nghĩ thông thường, đại ca luôn là người khủng nhất. Chỉ là đại ca lại không biết, trong đây, Phong ca chắc chỉ hơn Nguyệt Dung, hai tên gánh đồ Chu Tiểu Xuyên, Lưu Bảo Huy và tiểu cô nương Tạ Phỉ Yến. Lăng Phong cười cười nói, không có gì, hai người đủ cần hết. Hả? Cần hết? Thì đại loại là Trương huynh không phải lo, ta đang sợ hai vị đại sư hứng thú, lỡ tay đánh sập luôn cái lều trại trong kia. Huynh đệ cũng biết đấy, dạo này vật giá lẻo thang, việc làm ăn cũng khó khăn, không có tiền à. Trương Vĩnh nghe cái hiểu cái không, cười méo mó. Lăng huynh đệ cứ nói đùa, chỉ cần đánh đuổi tèm kia, sập vài cái lều thì có là gì. Trương Vĩnh cũng không đứng xem dân trong trấn bị đánh đuổi, hắn đã nắm chặt tay mà xông vào. Lúc này, có thêm vài người hốt hoảng chạy ra. Nhìn cảnh vài phụ nhân trẻ em bị sơn tặc quấy rối, Lăng Phong rút cung dừng đùa cợt phi tới trước. Lăng Phong đã hết sạch phi đao từ mấy hôm, cũng hết luôn tiền sắm lại cây mới, hắn đành dùng tay không. Lăng Phong thực ra không toàn tâm toàn ý cho việc này lắm. Theo hắn thấy, những sơn tặc kia là người Hán. Hơn nữa, tay không quá tàn độc. Ít nhất, chúng không trực tiếp giết chết phụ nữ, trẻ em như là quân Kim lần trước. Chỉ cần không đụng đến giới hạn, không thể chịu nổi của Lăng Phong, hắn cũng sẽ không làm Bồ Tát đi cứu khổ cứu nạn nữa. Bây giờ, chính hắn đang cần đây. Phía trước cát bụi che tầm nhìn, Lăng Phong dùng thần thức nhằm đúng tên hò hét nhiều nhất mà xông đến. Đoạn hồn quyết bật mạnh từ dưới lên, tay nắm một chiêu tiến bộ sùng trùy, muốn đánh bay kẻ kia xuống ngựa. Kẻ kia bị đánh bất ngờ, nhưng không hề rớt ngựa. Trái lại, chỉ hơi lệch sang một bên, hú hét cuồng loạn. Đám khiết đàn này hóa ra cũng có vài đứa có trứng. Hay, hay lắm, bơi hết vào đây, ông mày chập tất. Lăng Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy kẻ nọ tuy dẫn đầu, nhưng lại không thèm mặc khải giáp, ngực lại phành ra toàn lông lá lụm xùm. Lăng Phong không khỏi vuốt cằm. Hả? Có mẹ nó, làm sao lại thấy quen quen? Đối phương nhìn thấy Lăng Phong, cũng khựng lại nửa giây, xong xuôi lập tức trợn mắt. Hả? Là ngươi? Không, không phải ta. Lăng Phong nhìn thấy người này, phản xạ đầu tiên là muốn chạy. Đám sơn tặc tiểu tốt rất nhanh đều bị mấy người Lăng Hổ, Thạch Sơn cho đò ván nằm đất kêu cha gọi mẹ. Thảm hơn cả, trên người chúng có bao nhiêu bị lột bấy nhiêu, ngay cả nước uống cũng bị lấy đi. Đầu năm này,
nghề cướp bóc bị cạnh tranh rất là nhiều, đi làm ăn đều phải thành tâm bái quản công, ra trận phải biết chọn vị trí mới được. Đám sơn tặc này buổi sáng bực chân ra không chịu bái, vừa khải trường đã bị cướp ngược lại. Lúc này giữa bãi đất chỉ còn Lăng Phong và tên đầu lĩnh đối mặt nhìn nhau. Tên sơn tặc kia là Lý Thành, từng chạy nước rút 100 mét về Lăng Phong và Tử Tử Lăng ngoài bãi đất lúc trước. Lúc này quanh người Lăng Phong đã hiện lên lưỡng nghi hộ tâm nhạt nhạt. Thứ này Lăng Phong đã nắm được cách thi triển, chỉ là lần này hình như yếu hẳn, có lẽ do khí lực của Lăng Phong không đủ. Mấy ngày qua chỉ lo chạy, ăn còn không đủ no, không có cách nào có thể bổ sung khí lực. À, nhân tiện nói chuyện luyện khí, còn nhớ Liễu Thành Nghi trước khi đi để lại một quyển bí kíp luyện khí cho Lăng Phong. Lăng Phong tuy chưa thể luyện nhưng vẫn đọc một chút, dù sao một quyển ghi chép mà thôi, đọc cũng không chết ngay được. Quyển bí kíp kia luyện chính là Chính Kinh Thập Nhị Mạch, tuy cùng mục đích luyện khí nhưng so với luyện Kỳ Kinh Bát Mạch thông thường lại có chút khác biệt. 12 mạch trong Chính Kinh liên kết 12 cơ quan phủ tạng trong cơ thể, luyện các mạch này có tác dụng tăng cường nhục thể đẩy đến cực hạn. Dựa trên bí kíp của thần cung, khi tứ chi xương cốt đạt giới hạn, lúc đó mới tích lũy được khí lực về khí hải. Quá trình này coi như từ ngoài vào trong. Luyện Kỳ Kinh Bát Mạch thì lại ngược lại, cố gắng mà luyện tâm, hít thở tích lũy dần dần khí lực, sau đó nhờ khí lực đó cải thiện cơ thể. Quá trình này coi như là từ trong ra ngoài. Bởi vì ngược hẳn nhau như vậy, căn bản không thể luyện cùng lúc. Hơn nữa, luyện Kỳ Kinh nếu nửa đường có chuyện gì thì còn hỏi được, vì thứ này rất nhiều người luyện, ví dụ như là Tần Quyền. Nhưng luyện Chính Kinh thì chỉ có một quyển hướng dẫn, không có trung tâm chăm sóc khách hàng, có chuyện coi như là phải chịu chết. Lăng Phong không cuồng võ đến mức liều lĩnh, làm cái gì là đệ nhất cao thủ, cho nên hắn vẫn cứ chậm rãi luyện Kỳ Kinh, tuy chậm mà chắc ăn. Vừa rồi hai bên qua lại cả chục chiều, Lý Thành thấy Lăng Phong dùng tay không, gã cũng không thèm dùng đao. Chỉ là Lăng Phong có lớp khí mỏng phòng vệ, Lý Thành lại không có. Bởi vậy tuy sức mạnh Lăng Phong kém hơn nhưng tạm thời hai bên cân bằng nhau. Hả? Người đó đang giàn lận, quyền cước là quyền cước, còn dùng thứ khác ông không phục. Này, người lồng lá như vậy không dùng cái gì chắn, lỡ đâu để dính vào ta, ghê bỏ mẹ đi à. Lý Thành bị xúc phạm, hú lên một tiếng rút đao mà xông đến. Còn mẹ người, chết đi cho ta. Má, chơi cả đao, bây giờ thằng nào mới là gian lận à? Lăng Phong, kiếm! Nguyệt Dung ở xa vội vã ném bội kiếm của nàng vào. Lăng Phong bật nhảy lên không, chân đạp không, vừa né đao vừa nghiêng người sang phải tay chụp lấy kiếm. Sau đó hắn lại đạp chân sang phải muốn đảo chiều quay lại. Có điều... Không được! Lăng Phong hoảng hốt. Hắn nhớ rõ lần trước có thể đạp không tối đa 2 lần trên không, lần này chỉ được 1 lần, chẳng lẽ vẫn vì thiếu khí lực sao? Lăng Phong không thể đảo chiều, cứ thế theo đà ngả về chỗ của Nguyệt Dung. Tần Quyền đứng cạnh liếc thấy, nhếch mép giả hoạt, phi người ra chắn ngay trước mặt Nguyệt Dung, hổ lấn. Hey, thư ca, đã có tiểu đệ đỡ, không cần lo lắng. Cái địch, động quá, tránh ra! Lăng Phong đang trên không nhìn thấy chửi loạn. Chẳng may ngã vào lòng của Tần Quyền thì còn gì là thành danh của Phong Cá tạo dựng bấy lâu à? Tần Quyền giang hai tay, còn quay đầu ra sau nháy mắt về Nguyệt Dung. Ở phía sau, Lý Thành chém hụt, cả người như tòa núi cũng lao theo Lăng Phong. Đao không giống kiếm, chém một đao cần thời gian mới tiếp được đao thứ hai. Lý Thành buộc phải dừng thần mình. Tần Quyền quay đầu lại nhìn thấy cảnh kia, trong mắt từ cười chuyển sang hoảng sợ
xoay lưng muốn bỏ chạy. Lăng Phong không cam lòng ngã vào lòng Tần Quyền, đành xoay lưng ra sau. Vừa xoay ra, nhìn thấy nguyên con khỉ đột cười hà hà lao theo mình. Lăng Phong suýt chút nữa mà ngất trên không trung. Hắn chỉ kịp dùng chiêu nhất thương đoạt mạng, tay giữ điểm quấy của chuôi kiếm đánh bừa ra sau, sau đó nhắm tịt mắt lại, miệng cầu khấn gì đó. Nguyệt Dung đuổi ra sau, che miệng kinh hồ. Trên bãi đất, cát bụi dần dần tàn đi, chỉ thấy ba thân người nằm chồng lên nhau. Bên dưới, một tên nằm úp sấp, tay còn giang ra ôm lấy đất mẹ. Ở giữa, một tên nằm xoay lưng với tên kia, tay cầm kiếm, lưỡi chọc thẳng lên trời. Trên cùng, một kẻ to đùng bị kiếm đâm xuyên cả áo, lộ ra thân mình lồng lá. Nặng quá, chết ta mất. Khỉ đột, con mẹ ngươi, xoay mồm ra chỗ khác, đừng có thở vào mặt ta. Ngươi rút kiếm ra khỏi tay ông ngay, con mẹ nó, đau chết ông rồi. Hai vị đại ca, có muốn ôm ấp thì tính sao đi à? Cây đại đao này là của ai? Làm ơn lấy ra khỏi tay giùm ta cái. Còn gì là bàn tay ngọc ngà của bản thiếu gia nữa? Con mẹ ngươi, lông của ngươi trồng ở tiệm nào? Sao vừa cứng vừa hôi như vậy chứ? Có tiếng ngựa hí ở đâu đó. Tặc ma nào dám cười ông mày, hiếp chết nó, không, sẽ xẻ thịt nó. A-di-đà-phật. Trời tối, Lăng Phong nhâm nhi rượu ngồi nhìn cảnh tượng nhảy múa trước mắt. Trương Vĩnh ở cạnh thi thoảng kể chuyện. Người khiết đan so với người Hán có quan niệm nam nữ tự do hơn hẳn. Nữ nhân tầng lớp thấp ở Liêu không bị sắp đặt hôn nhân. Thiếu nữ đến tuổi thường dùng ca hát nhảy múa để thu hút nam giới. Trước khi kết hôn, thích nam nhân nào thì cứ ngủ với người đó, gọi là lạng giao. Thậm chí lấy chồng rồi có thể ly dị tái hôn thoải mái, rất giống tư tưởng phương Tây hiện đại. Nam nhân khiết đan tán tỉnh cũng bá đạo không kém. Bọn họ có thể bắt cóc nữ nhân mình yêu thích, đem luôn nàng ta lên giường cũng được. Mà chẳng qua chuyện này cũng hên xui ha. Nếu hôm sau nữ từ đó im ắng thì không sao, người nam có thể đem lễ vật tới mà bái môn xin cưới. Nhưng chẳng may nữ tử kia tố cáo, lúc đó người nam sẽ thành phạm tội, bị quần chúng đánh trời. Trương Vĩnh khều khều Lăng Phong nói: Lăng huỳnh đệ, tiểu diễm xem chừng để ý huỳnh đệ đấy, có muốn hay không? Lăng Phong liếc nhìn thiếu nữ người Liều kia, đằng sau anh lửa đang đỏ mặt liếc Lăng Phong, hắn vội vàng xua tay. Trường đại ca, nhờ đại ca nói giúp, tối nay để có chút việc hả? Đáng tiếc à. Tần Quyền bên cạnh thò đầu vào. Tứ ca, con có đệ ở đây nha. Người thích thì tự đi đi, để xem sáng mai có bị đánh tơi bời không. Nói không phải đùa nha, nữ tử nào không được đệ bắt đi mới đáng bị đánh nha. Nguyệt Dung ở cạnh khỉnh bỉ. Lăng Phong cười cười nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Lý Thành đang ngồi tu rượu ửng ực, vài tên sơn tặc bị trói gần đó thòm thèm nhìn. Buổi chiều đánh nhau ẩm trời, rốt cục hai bên tạm hỏa hoãn. Lý Thành mang tiếng sơn đại vương đi cướp, nhưng cũng không giết ai, chỉ muốn cướp bóc tiền bạc và lương thực. Trương Vĩnh và dân trong trấn nghe lời Lăng Phong tạm thời ngồi nói chuyện. Nếu không có đám Lăng Phong, Trương Vĩnh công đành bó tay ngồi nhìn sơn tặc cướp bóc. Quan phủ ở đây không bao giờ lo chuyện cướp bóc về người Liêu. Có khi người Liêu đánh lại sơn tặc người Hán, còn bị quan lại Đức Châu gây khó dễ. Lăng Phong từ chiều đã biết sơ qua lai lịch thị vệ trước kia của Lý Thành, chậm chậm hỏi. Ta nghe nói đồng cung tuy đổi người, nhưng bên dưới thì vẫn như cũ. Ngươi tại sao lại phải bỏ chạy? Lý Thành phừng phừng hơi rượu, nói. Bởi vì ta biết bí mật của hắn. Bí mật gì?
hắn dùng độc giết chết thế tử, ta có nghe được. Dĩ nhiên hắn không tha cho ta. Lăng Phong nghĩ gì đó, hỏi dồn. Hả? Độc, độc kiểu gì? Tình trạng như thế nào? Ngươi làm sao hỏi lắm vậy? Hay ngươi là thủ hạ của Triệu Hành? Lăng Phong cười xòa, vừa rót rượu vừa nói. Ê, hey, Lý đại ca, bọn ta cũng bị Triệu Hành đuổi giết ra đây nhà, coi như là có cùng kẻ thù. Lý Thanh nhìn bát rượu, bực dọc hồ. Thôi, khỏi cần phải rót nữa, đưa cả vỏ đây. Nói rồi, bưng cả vỏ rượu tôi ừng ực. Lăng Phong bèn giả vờ chuyển cách hỏi. Tên Triệu Hành này nghĩ kẻ khác là ngu cả, đi vào một lát thì có người chết, ai cũng nhìn ra là do hắn làm nha. Rượu ngon, nhìn ra thì thế nào? Độc này hắn ngầm bỏ ra cả mấy tháng, đến lúc phát tác như hồn lìa khỏi xác, đại phu chuẩn đoán cũng không được. Lúc đó Lý Thanh say mù mịt, dần xỉu xuống bàn mà ngáy ò ò. Lăng Phong nghe đến đó đã thấy đục, trong đầu nghĩ nghĩ. Hả? Phải chăng chính là Đoạn Cẩn Nhẫn? Triệu chứng thì có vẻ giống nhau, nhưng phàm bị trúng độc thì cũng chỉ có vài kiểu phát tác mà thôi. Trong phim chẳng phải thế sao? Cứ trúng độc là hức một cái, máu hộc ra mồm. Máu ra càng nhiều thì độc càng khủng bố. Dù sao làm vậy cho khán giả dễ tưởng tượng, bằng không lại có comment bên dưới. Kịch độc mà nhìn chẳng có tí đáng sợ gì cả. Hơn nữa, đây cũng là qua lời kể của Lý Thành, chỉ sợ đã sai lệch đi nhiều. Lăng Phong lại chẳng phải chuyên gia về độc. Cho dù có để hắn tận mắt quan sát hiện trường của Triệu Diễn hôm đó, Lăng Phong cũng chẳng thể khẳng định cái gì, vì vốn dĩ hắn cũng không có mặt lúc Lâm Thị phát độc. Thực tình, Lăng Phong cũng đã xác định 8 phần không phải là Triệu Hành làm. Hắn đi Hà Bắc cũng chỉ có đấm ăn xôi. Dù sao, chỉ có đúng một đầu mối để mà tìm. Vì theo lời giải thích của Liễu Thành Nghị trước kia, thời điểm Lâm Thị bị hạ độc phải ít nhất từ vài tháng trước. Mà như vậy thì không thể nào là Triệu Hành. Thông thường mà nói, trả án đầu tiên là phải xác định động cơ gây án, từ đó mà suy đoán ra hành vi. Nếu vấn đề không nằm ở Lăng Phong, có lẽ nào là ở Lâm Thị. Tỷ dụ, kẻ gây án vì mối thù nào đó với nhà họ ngoại họ Lâm của Lăng Phong thì sao? Khả năng này cũng rất có thể nha. Kỳ thực, vấn đề đúng là nằm ở Lăng Phong. Chẳng qua, hắn lại không biết bản thân mình miễn nhiễm với độc, bị hạ độc mà lại không hề hấn gì. Mọi suy đoán vì vậy cũng bị sai lệch hẳn đi. Đang lúc Lăng Phong trầm ngâm, có tiếng hét thảm vang lên, sau đó là vài bóng người xuất hiện. Tần Quyền chụp tay vào kiếm, Lăng Hổ cầm côn đứng phắt dậy, mắt trừng trừng. Chư vị vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Vậy là chuyện gì đã xảy ra? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 51 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.